Một bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với chiếc xe em đang giới thiệu anh chị các bạn đây là một chiếc xe cực kỳ hiếm trên thị trường với chiếc Mini One sản xuất là 2020 xe có ngoại thất là màu xanh nội thất ghế da màu đen với những chi tiết đường led của chiếc xe anh chị có thể thấy qua wow, đây là một mẫu xe 5 cửa đầu tiên phiên bản giá rẻ của dòng xe Mini One với những chi tiết đường nét của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo và độ nguyên bản, xe đăng ký tên tư nhân, chính chủ biển Hà Nội từ sử dụng từ đầu. Đây là những cái chi tiết về hệ thống sơn xi si cũng như là phần đầu xe, cũng như là các phần mâm nốp của chiếc xe. Với hệ thống mâm hợp kim 16 inch. Cùng với đó thì xe cũng có trang bị đầy đủ như hệ thống cam 360. Những đường nét, chi tiết góc cạnh của chiếc xe thì em sẽ quay qua để chị bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyễn Auto, địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Nương, Thanh Xuân, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Biển số của chiếc xe thì cũng rất là đẹp anh chị ạ. Một chiếc xe rất là đẹp với kiểu dáng cũng như là thiết kế. Rất phù hợp với anh chị em nào cá tính yêu thích sự mới lạ. Đó là một chiếc xe này nó cũng có cảm giác lái của chiếc xe cũng rất tốt ạ. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 1.5 à, sử dụng động cơ 1.5 power turbo cho anh chị và các bạn khả năng vận hành trong phố một cách nhẹ nhàng, mượt mà, cảm giác lái cũng rất là tốt. Với hệ thống gung gầm của chiếc xe thì rất là chắc chắn. Những đường LED của chiếc xe em quay rất là rõ để anh chị có thể tham quan đây còn nếu anh chị và các bạn đang cần xem thông tin cụ thể về mẫu xe thì có thể truy cập ngay tại web otoxeh.com để xem thông tin về hình ảnh cũng như là thông số của chiếc xe, giá bán em có cập nhật thường xuyên liên tục cho anh chị và bạn. đây là những phần chi tiết hệ thống ghế ngồi của chiếc xe vẫn còn rất là mới anh chị ạ. không gian hàng ghế thứ hai thì nó ngồi đủ cho ba người ngồi. ở phiên bản này thì nó sẽ không có trang bị cửa sổ trời tổng quan chi tiết đường nét anh chị có thể thấy với bản này nó sẽ có trang bị đồng hồ điện tử là cần số điện tử và kết nối Apple uh, CarPlay, Android Auto, không dây với chế độ uh, ghế chỉnh điện cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục là xe không bị đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu với hệ thống uh, các phím điều chỉnh chức năng này anh chị có thể thấy phím bấm này những chi tiết được thiết kế rất độc lạ và những phần chất lượng của chiếc xe này các bác có thể tham quan và đánh giá. Ghế ngồi của chiếc xe này anh chị này với những chi tiết à, hệ thống ghế đục lộ thông hơi. Bên cạnh đây thì anh chị có thể thấy qua thì với những đường led thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao do chủ xe đi giữ gìn cẩn thận. Với chất lượng các phím bấm điều chỉnh này rồi màn hình giải trí. Vô lăng tích hợp. Những chi tiết phím bấm của chiếc xe thiết kế độc lạ, gây ấn tượng cho người sẽ nhìn. Cảm giác lái của chiếc xe nó cũng rất là hoàn hảo. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần trải nghiệm, em mời anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn về chiếc xe này lên tới 70% giá trị xe. Thời gian mua trả góp thì anh chị bạn có thể liên hệ, em sẽ gửi thông tin cụ thể để bác có thể tham khảo với chiếc Mini uh, Mini One sản xuất là 2020 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 520 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển mua xe trả góp trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn đang thắc mắc chỗ nào có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ giải đáp đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể là tìm hiểu rõ hơn về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng đảm bảo cho anh chị các bạn có thể là mua được một chiếc xe với chất lượng tốt nhất khi mua xe thì đơn vị luôn khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra cho an tâm khi về sử dụng cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ